Thưa khán giả, hàng năm vào dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt động vật tại tỉnh Sóc Trăng tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Chính vì vậy mà ngay từ thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung công tác tái đàn nhằm đảm bảo nguồn cung kịp thời cho thị trường tiêu dùng ngày Tết. Năm nay, chi phí đầu vào tăng cao, diễn biến thời tiết những tháng cuối năm lại là giai đoạn rất dễ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do đó, công tác tái đàn gia súc gia cầm được ngành chuyên môn và hộ nuôi rất thận trọng nhằm đảm bảo một vụ sản xuất an toàn, hiệu quả. Mặc dù duy trì sản xuất liên tục trong năm, nhưng riêng trong vụ nuôi này, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại được gia đình ông Nguyễn Khắc Cư ở ấp Trung Hải, xã Đại Hải, huyện Cái Sách thực hiện rất kỹ lưỡng, bởi đây là vụ nuôi quan trọng trong năm. Khi giá bán cao, đầu ra thuận lợi vì nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp Tết. Theo đó, từ giữa tháng 10, gia đình ông đã nhập về 500 con giống vịt xiêm Pháp, nguồn giống được chọn mua có nguồn gốc rõ ràng. Vịt khi mang về được ông cho sỉ đèn và nuôi cách ly riêng biệt trước khi đưa vào chuồng nuôi vịt thương phẩm. Công tác tiêm phòng bệnh cũng được tuân thủ đầy đủ nhằm đảm bảo đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh đến thời gian xuất bán. Theo ông Cư nhận định, giá thịt gia cầm năm nay nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn so với mọi năm, và chi phí vật tư đầu vào trong chăn nuôi hiện vẫn ở mức khá cao. Ba ngày thì mình chích mọi ngánh mọi dài, rồi 7 ngày thì mình chích tả, rồi 10 ngày thì mình chích cái bài huyết, rồi đến 15 ngày thì mình chích cái H5 cho nó. Rồi 21 ngày mình chích lại tả, năm nay giá nó phải hơn rồi, tại vì giá năm nay không như giá năm ngoái, tại vì năm ngoái là cái thực phẩm nó rẻ, rồi năm nay thực phẩm nó cao quá, nên cái giá của nó là phải từ 65-67. Bên cạnh gia cầm, thịt heo cũng là sản phẩm được tiêu thụ mạnh trong mâm cơm gia đình vào những ngày Tết. Công tác tái đàn từ trang trại đến nông hộ vì vậy tăng rất cao trong những tuần vừa qua. Tết năm nay, ông Nguyễn Văn Út ở ấp An Cập, xã Thiền Mỹ, huyện Châu Thành dự định cho xuất chuồng khoảng 30 con heo thịt. Hiện nay, đàn heo bán Tết của gia đình đạt trọng lượng mỗi con gần 30 kg, dự định sẽ đạt trọng lượng xuất bán vào giữa tháng Chạp năm nay. Trước diễn biến còn khá phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi ở những địa phương lân cận, ngoài chủ động sản xuất con giống tại chỗ, ông Út còn thực hành tốt các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi nhằm cung ứng cho thị trường sản phẩm thịt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì chú ở đây là không có pha trộn gì hết, là chỉ lấy thức ăn của các công ty, thức ăn gửi xuống sau thì cho ăn theo lứa tuổi. Tiêm phòng thì chú bắt đầu sau sanh 3 ngày thì đúng 24 tiếng hồ trở lên là chú phải bắt đầu, ví dụ như là sắt, rồi cốc, rồi đến micolatma, rồi ba bệnh, rồi tả đơn, tả chiết. Nó là xong rồi bồi dưỡng thì cái đó là mình tùy theo bầy. Nếu mà bầy nào mình thấy ọt quá mình bồi dưỡng thường chút, còn nếu mà thấy nó suôn sẻ thì thôi. Hiện nay, nhiều hộ nuôi đang khẩn trương cho xuất chuồng vật nuôi để thực hiện thả nuôi lứa mới. Nguồn giống gia súc gia cầm phục vụ nhu cầu tái đàn chủ yếu được nhập về từ tỉnh ngoài. Vì vậy, công tác giám sát kiểm dịch vận chuyển được ngành chức năng tăng cường, đảm bảo lượng gia súc gia cầm xuất nhập tỉnh có nguồn gốc rõ ràng và an toàn dịch bệnh. Thì cái trạm kiểm dịch là tăng cường anh em là coi như trực số 24/24, phối hợp với các cái trạm thú y huyện thị để tăng cường cái công tác kiểm dịch cũng như là nhập và xuất tỉnh. Thì đối với các cái tỉnh lân cận, chúng tôi đều có cái liên hệ thường xuyên với nhau về cái tình hình dịch bệnh để nắm được cái diễn biến dịch bệnh, mà mình có cái biện pháp mà tăng cường và coi như tăng cường cái kiểm tra cho nó chặt chẽ để mà tránh cái mầm bệnh mà nó lây lan từ cái những tỉnh ngoài xâm nhập vào ảnh hưởng cái chăn nuôi ở trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, giá sản phẩm thịt động vật có phần cải thiện hơn so với mọi năm, nên tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Với tổng đàn gia súc gia cầm đều ở mức tăng cao hơn so cùng kỳ. Hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết ẩm ướt nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh động vật là rất cao. Để công tác tái đàn được hiệu quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tái đàn theo hướng an toàn sinh học, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt việc tiêm phòng vaccine ngừa bệnh theo đúng quy định, chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn. Cấp ủy với chính quyền địa phương thì cùng với hệ thống chăn nuôi, thú y thì chúng ta tập trung tuyên truyền, rồi vận động hướng dẫn nông hộ, rồi trang trại, gia trại thay đổi cái tập quán chăn nuôi, rồi mình sử dụng sao mà các loại vaccine tiêm phòng
để làm sao mà tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc gia cầm, vệ sinh sát trùng chuồng trại, rồi tiêu độc khử trùng, rồi chống diệt các côn trùng gần như là ruồi muỗi gì đó, nói chung những cái ký sinh trùng đó có thể lây lan cho làm cái mầm bệnh lây lan từ cái chuồng trại đó trại này qua trại khác, tăng cường cái chất dinh dưỡng cũng như là khoáng chất để làm sao mà đàn gia súc gia cầm mình nó khỏe để ta tăng cường sức đề kháng. Còn đối với chuồng trại thì hiện nay trong thời gian qua cũng xuống cấp, thì bà con nên chú ý làm sao mà tránh nắng nóng cũng như là mưa tạt gió lùa. Còn cái quan trọng nhất là mình tìm được con giống làm sao là con giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng thì mình về thì mình chăm nuôi được tốt hơn. Để phát triển chăn nuôi ổn định bền vững, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng lưu ý hộ nuôi cần phải thận trọng, bình tĩnh trong công tác tái đàn, tìm hiểu kỹ thông tin, theo dõi tín hiệu thị trường để chủ động kế hoạch sản xuất cho phù hợp với quy mô chuồng trại và khả năng tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất trong dịp Tết năm nay.